Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phạm. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về JAVIEN. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Javien cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần Diacerin Tá dược vừa đủ Dạng bào chế Viên nang cứng Công dụng Thuốc có được dùng để làm giảm các triệu chứng thoái hóa khớp hông hoặc gối với tác dụng chậm. Cần một thời gian để thuốc phát huy hiệu quả của nó. Điều trị bằng thuốc này không khuyến cáo sử dụng cho một dạng thoái hóa khớp không gọi là thoái hóa khớp không tiến triển nhanh, nặng. Khi điều trị với thuốc, những bệnh nhân mắc phải bệnh thuộc loại này có thể ít có hiệu quả. Chống chỉ định. Mẫn cảm với diazeren hoặc các dẫn xuất anrakinon hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc. Bệnh nhân đang mắc các bệnh về gan hoặc có tiền sử bệnh gan. Bệnh nhân có tiền sử tiêu chảy nặng, mất nước, giảm kali máu phải nhập viện. Viêm ruột Tắc ruột hoặc tắc ruột một phần Đau bụng không rõ nguyên nhân Liều dùng Người lớn và trẻ em trên 15 tuổi Liều dùng khuyến cáo khi bạn bắt đầu điều trị là một viên vào buổi tối trong 2 đến 4 tuần đầu, sau đó liều có thể tăng lên 2 viên mỗi ngày. Cách dùng Thuốc dùng đường uống Nên uống thuốc cùng bữa ăn, với liều 2 viên mỗi ngày thì dùng một viên vào bữa sáng và một viên vào bữa tối nuốt nguyên viên với một ly nước, không được làm vỡ thuốc. Lưu ý đặc biệt và thận trọng khi sử dụng. Bạn có các vấn đề về gan, thận, đường ruột. Không dùng thuốc cho phụ nữ mang thai và cho con bú. Tác dụng phụ Các triệu chứng phù mạch như ban da, mẩn đỏ, vù, mí mắt, mặt, môi, miệng và lưỡi, khó thở hoặc khó nuốt. Đây là các triệu chứng của phản ứng quá mẫn cảm. Bạn bị đại tiện phân lỏng hoặc phân chảy nước, ỉa chảy. Bạn bị đau bụng, vàng da, da hoặc mắt chuyển màu vàng, suy giảm ý thức hoặc ngứa da. Đây có thể là các triệu chứng bệnh nghiêm trọng như bệnh gan. Các tác dụng không mong muốn khác. Đau bụng, tiêu chảy. Tăng nhu động ruột, đầy hơi. Ngứa, ban da, chàm, ngứa, ban đỏ. Nhà sản xuất công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Đạt Vi Phú. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Javien, đồng thời biết cách sử dụng Javien sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham